tải. Ủa chết cái người tài xế mà của chiếc xe tải hả? Tải nhỏ hả? Trời ơi. Rồi là tổng hết là bao nhiêu người á? Không biết, tại vì nghe cái anh này nè, cái anh này anh chạy trên cầu hôm vậy, anh nói là hồi 1 giờ mấy khuya. À. Anh là sao mà hỏi vậy? Thì em ở bên nãy giờ đi qua bánh coi hai cái chiếc xe nè, mà giờ là chở người đi vô nhập viện rồi đó. Không biết thì người đó nói, nghe anh nói là cái chiếc xe bán tải nhỏ nó hư. Dạ. Nó đậu sát cái lề bên chỗ mà xem ra mình đó. Rồi ông nội tài xế xe tải này dắt độ dắt 1 giờ mấy dắt đó giờ buồn ngủ. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Chơi đó là lên chết tại chỗ tài xế luôn đó, tài xế xe nhỏ thôi chết tại chỗ luôn. Tí là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì mới lúc 1 giờ khuya hồi hôm này đó các bạn, thì có một vụ va chạm giao thông đó. Thì nằm ở bên cái dốc cầu Cần Thơ, và dốc cầu Cần Thơ là nằm phía ở bên Vĩnh Long đó các bạn. Thì mình cũng nghe những người dân ở nơi đây các bạn, thì cũng có nói là lúc đó là có hai vợ chồng đi bán rau mà cũng đi bằng chiếc xe tải các bạn. Thì chạy vừa đi lên tới dốc cầu Cần Thơ này là đã bị va chạm một cái giao thông đó các bạn. Thì hôm nay các bạn, thì tí là Cà Lâm sẽ đi lại là những cái chỗ mà người dân mà buôn bán gần gần ở đây, thì tí là Cà Lâm sẽ dẫn cho các bạn hay đi cùng với tí là Cà Lâm để đi lại hỏi coi cái vụ va chạm giao thông này coi có ai bị mà như thế nào không, để cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ mình mời tí là các bạn đi cùng với tí là Cà Lâm luôn các bạn ơi. Thì đó các bạn, thì giờ là có một cái tai nạn đó bạn, thì từ phía ở bên Vĩnh Long nha. Ủa nhưng mà người đâu có sao không hả cô? Hả? Tại vì cái này không có lên trên cầu được. Dạ cái này là mình không có đi lên trên cầu được ha. Tại vì mình ở đây sao không lên trên. Ủa nhưng mà cái chiếc xe gì vậy cô? Xe tải với nhau. Hai cái chiếc xe tải luôn hả? Chạy xuống đường chiều đây nè. Dạ. Nhưng mà tại vì sợ ta buồn bã này, sợ nó buồn ngủ quá. Dạ. Nó ngủ ra hàng chờ ta ra lộ luôn mà. Dạ ghê ha. Thì đó các bạn, thì cái tai nạn mà nằm ở mà chơi ở bên cái dốc cầu Cần Thơ mà phía ở bên Vĩnh Long đó các bạn. Thì bây giờ là kẹt xe là như thế này nha. Không thể nào tả nổi luôn. Ủa người đâu có bị sao không mấy cô? Thấy bà nó cũng không có gì á. Dạ. Ủa cái này đi. Lúc mà thôi nè, mấy giờ cũng như cô? Mấy giờ? 4 giờ sáng nè. Là người cô không sao không? Người không sao là cũng hên rồi. Ờ, thì giờ các bạn thấy là đó là cái cầu Cần Thơ nha. Mà giờ các bạn thấy là nó xe là nó nghẹt xe như thế này, ứng xe luôn. Là cái này là mình không có đi lên chảnh được hả bà? Tại không lên, tại tôi không đi lên. Chứ là mình lên mình cố không bình thường. Người ta bộ lên mà ta đâu la đâu. À. Tại vì cái tai nạn là ta lên là bình thường, mình không có đi lên chảnh. Dạ dạ dạ. Công an việc mà mình đâu có gì được. Quá tai kẹt xe luôn. Khủng khiếp kẹt xe luôn.
mà cũng hên các bạn, bị tai nạn nhưng mà người là không có sao hết, hên á. Bây giờ đó các bạn, bây giờ là muốn đi lên trên cây cầu Mỹ Thuận này cũng rất là khó khăn nha. Thì đó các bạn, thì bây giờ các bạn thì tí là cả Lâm bạn thì sẽ chạy đi lên trên cầu Mỹ Thuận để tí là cả Lâm sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha. Nhưng mà kẹt xe quá trời luôn các bạn ơi, mà bây giờ muốn đi lên trên đó cũng rất là khó khăn nè. Đó bây giờ xe tải, xe ta rồi bây giờ cứng luôn. Bây giờ là các bạn thấy là bây giờ là cái hướng mà chạy lên cầu thôi mà giờ xe nó mức độ là như thế này nè. Tại vì đó các bạn thì mình cũng nghe những người dân ở bên đây đó bạn thì nói là bây giờ là bà đã bị một cái tai nạn là ở trên là cái cây cầu trên dốc cầu Cần Thơ nha. Mà bây giờ là các bạn thấy là xe như thế này nè, bây giờ mình lên cho nó lên không được nè. Quá khủng khiếp không? Giờ mình sẽ quay lại cái hướng phía sau cho các bạn xem nè. Quá trời xe luôn. Chưa lần nào mà thấy mà kẹt xe như thế này đó các bạn. Nó dài khoảng tầm cái giá bèo là phải chừng là 5 cây số nha. Quá trời quá đất. Rất là khó khăn cho những người dân để người ta di chuyển xe đó bạn, rất là khó khăn nha. Các bạn thấy là trên cầu Cần Thơ mà nãy giờ Tí Lan Lâm chạy tự dưới lên đây mà giờ các bạn thấy là như vậy nè. Thank you.
bây giờ các bạn thì xe cũng đã di chuyển được rồi rồi đó bạn, nhưng mà của mình nghĩ là hai cái chiếc xe tải này bạn là đã được giao thông là đem đi xuống nha, chứ mà để ở trên đây rồi là kẹt xe dữ lắm. Để mình qua ở bên kia, chắc mình nghĩ là xe đã lôi qua ở bên kia đó. Chiếc xe mà khi mà nó va chạm là nằm ngay chân chỗ này nha, là vừa lên dốc cầu khoảng tầm 200-300 mét các bạn, thì đã ra một cái tai nạn là ngay chân cái chiếc xe hút dân này luôn nha, đó ngay đó luôn đó. Để một hồi nữa đi các bạn, rồi bà Tí La Cà Lâm bạn thì sẽ Tí La Cà Lâm sẽ mà quay mấy cái chiếc xe mà đã bị gặp tai nạn giao thông cho mọi người cùng xem nha. Quá kinh khủng luôn. Cái này các bạn thấy là nghĩ là kẹt xe cái này là tầm khoảng là dài 5 cây số nha. Khiếp thiệt. Wow, có anh này anh chạy chiếc mô tô quá dữ. Thì bây giờ đó bạn thì bà cũng được cơ quan chức năng bạn thì cũng đã đem hai chiếc xe đã đi xuống dưới cây cầu rồi, mà bây giờ là không biết là để hai chiếc xe đó ở bên đâu, nhưng mà của mình nghĩ là chắc để phía ở bên dốc cầu Cần Thơ rồi các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ chạy qua ở bên cái dốc cầu Cần Thơ, mình sẽ kiếm hai cái chiếc xe đó, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Xe bây giờ đã rất lưu thông được, cũng rất là ok rồi. Số luôn á, cấp cứu luôn, ghê quá. Ủa, em gái cưng cổ cưng biết hai cái chiếc xe mà nó đụng ở trên cầu không? Mới anh nghe nó hô là hồi khuya 4 giờ á. Ủa nhưng mà bây giờ cưng biết hai cái chiếc xe đó nó lâu đi về chỗ nào không? Cái phía này đụng là phía ở bên cái dốc cầu ở bên Vĩnh Long á. Nhưng mà cưng có nghe là người bị gì không? Bị gì sao? Ủa nhưng mà cái này là một cái chiếc xe Honda với cái chiếc xe tải ha? Hai chiếc xe tải hả? Ủa nhưng mà hai chiếc xe tải mà chạy đi lên dốc mà làm sao mà nó cọ được trời? Chạy sao mà hai chiếc này sau nó ra máu vậy ta?
nhưng mà hai vợ chồng đó có bị sao không hả em gái? Ủa như vậy là hai vợ chồng là bán gạo hả? Hồi 4 giờ khuya tới vợ hả? 3 giờ khuya. Ghê vậy.
việc hả? Không làm mà khuya tới bây giờ luôn. Trời ơi trời. Tại vì chết người ta phải làm kỹ mới được. À. Dạ dạ. Mình làm là ở Bình Vĩnh Long mình ha. Của mình thì chạy vô trong Bình Minh nè, trong đây nè. À. Chạy vô qua cầu này ha. Dạ. Qua cầu này vừa thấy dốc giảm phải, cái ta cái từ rẽ trái chạy lên cầu vượt, chạy thẳng về Bình Minh, nó chạy sắp ngược về mà này chỗ vừa gần của mình tránh đó. Là giao thông Bình Minh nằm ở đó đó. À. Vừa hỏi trong đó đó chứ còn ngoài này thì nó nói gì là anh bước về đó. Dạ 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 dạ. À, dạ dạ. Thấy con lại con thấy xe không từ khúc có khúc trà cầu chờ già non nhỏ đó dài lên luôn, kẹt xe không có cái gì luôn, chạy chạy lên từ hồi sáng tới bây giờ mà họ dắt lên là dắt lên dọn lộ là 5 giờ mấy luôn, là xe bắt đầu nó kẹt rồi, dọn rút qua bên lộ bắt đầu nó kẹt cứng luôn, tới là mới vừa rút đi rồi tới 8 giờ nay là nó mới vừa rút đi vừa hết á. Chị nghĩ đi, giờ chạy đi lên trên cái dốc cầu là của mình cũng bò bò mà sao, tại sao kỳ đó chứ đâu có chạy lẹ quá đâu mà nó lại cái chớn to cái đâu cái chớn mình đó mà cái chớn chạy vừa thả dốc mình vừa lên dốc mà chạy từ từ chạy được à, cái chớn nhanh nó mới lên dốc được nó nổi. Như phần cái chiếc xe mà chạy gao nó bị nằm đường thì nó hư, nó nằm đường đó, gạo không biết nó có nhanh hay không, cái đó thì mình không biết nha. Dạ. Thì nói chung là xe hư nó phải nhanh chứ sao nhanh được. Đúng rồi. Cái thằng này là nó 100% là buồn ngủ chứ không gì chứ. Giờ đó 1 giờ mấy là thằng nào cũng buồn ngủ chết mẹ đi chạy đó là hút ra 5 đô chứ sao. Xe mà người tài xế qua đời là đi mấy người vậy? Đâu có biết đâu, đâu có hỏi đâu à. À cũng đi mấy người, không biết. À cũng như là cổ chỉ biết là chỉ qua đời thôi ha. Chỉ biết là xe nó đụng xe đó, là xe đó hư người chết thôi, chứ mình không hỏi kỹ. Dạ 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 dạ. Vừa lên cái dốc đó là thằng nào chớn chạy nhanh chứ đâu chạy từ từ bò được đâu. À. Cái dốc đó mà. Dạ. Cửa dốc rồi còn gì nữa mà cái chỗ đó là tai nạn là thường xuyên luôn đó. Ghê ta. Hồi mấy năm đó là cũng chiếc xe tải hơn phải không? Thằng anh bà con bên chồng tôi á là nó dây bên tôi là nó dây cháu nha. Dạ. Mà nó bên chồng tôi á là nó dây anh. Con của gì số luôn là dây anh là nó kỹ sư đó, nó mới có 20 mấy tuổi là nó chở bà già đi khám bệnh. Cửa xe tải hư đó, hư cũng động chân lúc đó. Cũng là ngay chân khúc đó luôn. À, và bắt đầu ổng chạy không biết sao, xuống kiểm sao ổng tông vô. Ổng chết tại chỗ bà già ổng sao mà bà già tới bây giờ. Bây giờ tính ra có mười mấy năm, có trên chục năm. Mà bả là như là bả đầu óc bả sao nó lơ lửng từ từ. À. Cũng như là bây giờ con bắt chết tới giờ. Cũng như là đổ qua kiểu như sợ quá, quảng quá đó. Con chết tại chỗ luôn mà. Ghê. Mà anh đó là anh học giỏi lắm, anh làm kỹ sư á, mình kỹ sư kỹ bộ. Đang đi làm đó, từ bữa đó bà già bệnh mới chở đi mình thôi khám bệnh. Mình mới tới đó là vô xe tải đó, vô tới điện tải, xe tải đó thì nó nằm ở đó đó. Dạ. Rồi anh chết tại chỗ, rồi bắt đầu từ đó thì sao là một đồng tai nạn cho nó là ghê đó. Khi mà các bạn thì hồi sớm bạn thì tí là làm bạn thì cũng có nghe một cái thông tin đó bạn, thì ở bên cầu Cần Thơ đó bạn thì đã có một vụ va chạm giao thông thì hôm nay tí là làm qua đây để tí là làm sẽ quay lại cho mọi người cùng xem. Thì các bạn thấy là khi mà đã bị tai nạn giao thông đó bạn thì trên cái đoạn đường của hướng qua cầu Cần Thơ này bạn thì xe mà kẹt xe là dài cái đó là 5-6 cây số nha. Xe
nó kẹt xe đây đó bạn. Thì tí là cà lâm thì cũng có hỏi những người dân ở bên đây gọi bạn, thì hỏi sớm giờ thì người dân ở đây thì cũng kể thì cũng đã xong bạn. Thôi giờ tí là cà lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là cà lâm, bạn hãy cho tí là cà lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là cà lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là cà lâm bye bye các bạn, bye bye.